Dù phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ dư luận và chỉ trích từ người tiêu dùng, nhưng đến nay, giá bán của mẫu xe tay ga Honda Vision vẫn bị đẩy lên cao chót vót. Nếu tính cả phí đăng ký, nhiều nơi đã chạm ngưỡng 60 triệu một chiếc xe các bạn nha. Dù cao đến như vậy, nhưng khách hàng Việt Nam chúng ta vẫn đặt mua và mua rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Và hiện nay, nhiều người còn ví mẫu xe Honda Vision là mẫu xe dành cho giới người giàu tại Việt Nam. Vậy đâu là lý do? Thì sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Tô Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn có click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai chiếc xe Honda Vision còn lại cuối cùng của đại lý Honda Hòa An 1 với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, hai mẫu xe này đã có người đặt hàng rồi các bạn nha. Dù biết rằng giá bán của nó ở thời điểm hiện tại đang đôn lên giá lên khá là cao. Mình có dẫn chứng ra đây cái giá bán cụ thể cập nhật trong thời điểm tháng 7 của năm 2022 để các bạn có thể tham khảo thêm. Dòng xe Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn với mã là V00.V05 giá bán hiện tại là 42 triệu. Phiên bản tiêu chuẩn thì không được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Phiên bản Honda Vision cao cấp giá bán hiện tại là 44 triệu. Honda Vision phiên bản đặc biệt giá bán hiện tại là 46 triệu. Và Honda Vision phiên bản cá tính, một chút nữa thì mình sẽ quay thêm gửi tới các bạn. Thực sự ra thì không còn hàng nữa, mình lấy một video cũ của mình ra để các bạn có thể nhìn ngắm phiên bản cá tính đó. Hiện nay giá bán đôn lên rất cao. Phiên bản V08 giá bán hiện tại là 50 triệu đồng trong thời điểm hiện tại. Giá bán này ở Lai Châu mình vẫn còn thấp hơn khá nhiều so với một số đại lý ở khu vực miền Nam. Hiện tại theo mình cập nhật được ở khu vực miền Nam, giá bán của dòng xe Honda Vision dao động trong khoảng tầm từ 44 đến 53 triệu cơ các bạn nha, tùy theo từng phiên bản khác nhau. Hiện tại thì mẫu xe Honda Vision với cái giá bán này các bạn đã theo dõi rất kỹ rồi, đang chênh lệch hàng chục triệu đồng so với mức giá bán đề xuất của hãng. Và tình trạng này không phải gần đây đâu, mà kéo dài từ tháng 5, tháng 6 đến giờ. Thậm chí sau Tết giá đã đôn lên khá nhiều rồi các bạn nha. Và chưa có dấu hiệu gia hạn nhiệt. Trước đây thì mẫu xe Honda Vision này các bạn cũng đã theo dõi rất nhiều và Tô Nam cũng đã chia sẻ khá nhiều. Kể cả cập nhật những cái phiên bản mới nhất các bạn cũng đã theo dõi rất kỹ. Dòng xe Honda Vision là dòng xe có doanh số bán ra đứng đầu của hãng Honda nói riêng và đứng đầu tại thị trường xe máy Việt Nam chúng ta nói chung trong rất nhiều năm trở lại đây. Một mẫu xe được người dân Việt Nam chúng ta yêu chuộng rất nhiều và gần như được mệnh danh, cũng mệnh danh nha, là một mẫu xe tay ga quốc dân, một mẫu xe tay ga dành cho chị em phụ nữ. Tuy nhiên, ở những thời điểm đó, giá bán của nó cũng chỉ đâu đó chênh khoảng tầm vài trăm nghìn đến 1 đến 2 triệu là cao nhất. Thậm chí những thời điểm mà bán chậm hơn một chút, giá bán chỉ ngang bằng giá bán đề xuất của hãng. Nhưng nay giá bán đã chênh lên khá nhiều rồi, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Hiện tại thì mình cũng đã chia sẻ rất nhiều video về những thông số kỹ thuật của mẫu xe Honda Vision này. Mẫu xe Honda Vision này thì thường thiết kế rất nhiều từ dòng xe tay ga cao cấp Honda SH. Nó được trang bị khá nhiều này, từ những phần tay dắt đến những cái vị trí trên xe, hai bên hông xe này, phần phía trước của xe, rồi yên xe cũng được tinh chỉnh lại. Gần như được tinh chỉnh lại rất nhiều để đáp ứng lại được cái tiêu chí của một mẫu xe tay ga tại Việt Nam chúng ta, cũng như là đáp ứng lại yêu cầu của tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Một mẫu xe nhỏ gọn, thanh thoát, chị em đi rất tôn dáng. Đây cũng là một cái lý do để có thể minh chứng được tại sao chị em lại lựa chọn mẫu xe này rất nhiều trong thời điểm hiện tại, dù giá bán của nó có cao đến như vậy các bạn nha. Rất nhiều thứ để có thể nói về mẫu xe Honda Vision này. Honda đã biết lắng nghe để tận dụng tất cả mọi thứ cho mẫu xe Honda Vision ở đây. Và một điều nữa mà các bạn đang phân vân lăn tăn trong việc lựa chọn mẫu xe này cũng như là cái lý do tại sao khách hàng Việt Nam chúng ta lại vừa rồi lại có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều với dòng xe Honda nói chung và mẫu xe Honda Vision này nói riêng các bạn nha. Thì vừa rồi thì cũng có một video Tô Nam đã đăng lên rồi, cũng nói rất rõ về lý do tại sao như vậy. Thì ở đây nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến cái gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu và tác động đến ngành sản xuất xe máy. Và Honda Việt Nam hiện tại thiếu một số những cái linh kiện bán dẫn được nhập khẩu từ các nước bạn các bạn nha, cho một số những cái mẫu xe, không chỉ mẫu xe tay ga mà thậm chí một số mẫu xe số này, côn tay cũng ảnh hưởng như vậy. Nên dẫn đến là cái việc khan hàng và lượng hàng đưa về đại lý rất ít, mà nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta lại rất nhiều. Cung mà không đủ cầu là dẫn đến việc giá bán lại đôn lên. Việc đôn lên này chủ yếu là được đại lý đôn lên là chính thôi, còn giá bán đề xuất của hãng được niêm yết trên website của Honda Việt Nam các bạn theo dõi rồi.
vẫn y nguyên như vậy các bạn nha. Nên nhiều bạn ấy có để lại bình luận ở phần nhận xét, và đặc biệt là những bạn nào mà có những cái tư tưởng, có những cái mà nói là gần như là các bạn bức xúc về cái nội dung của Honda, các bạn cũng đã đưa ra những lý do rồi, tẩy chay Honda thế nọ thế kia, hay đại lý đôn giá lên để trốn thuế, rất nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có cái giá của nó cả các bạn nha. Honda người ta biết mà, biết lắng nghe và biết làm những cái gì đó để tốt nhất. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thôi, mẫu xe Honda Vision này sẽ hạ nhiệt, cũng như một số các mẫu xe khác cũng sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, để các bạn có cho mình cái mức giá bán tốt nhất, lựa chọn tốt nhất. Tại vì là tránh cái việc mà mua giá đôn lên khá nhiều, gần như mẫu xe này đôn giá lên gấp đôi rồi. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy, cả tiền đăng ký đâu đó lên gấp đôi rồi các bạn nha. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, nhiều bạn mua mẫu xe này với giá lên tới gần, thậm chí lên trên 60 triệu. Với một số những phiên bản thấp hơn thì mình không nói, nhưng phiên bản cá tính ở đây các bạn phải mua với giá trên 60 triệu. Vì tiền đăng ký ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ở khu vực Hà Nội ấy, tiền đăng ký nó sẽ gấp đôi so với các tỉnh thành khác, nên nó mới cao đến như vậy. 53 triệu các bạn bỏ thêm 7 triệu nữa là hoàn toàn đúng thôi, với cái tiền đăng ký ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là với mẫu xe Honda Vision này, nếu có hàng, khách hàng Việt Nam chúng ta vẫn sẽ luôn lựa chọn. Mình nghĩ là như vậy, bởi các chị em phụ nữ ấy, luôn thích một mẫu xe nào là tôn dáng, nó phù hợp với cái điều kiện sử dụng ở Việt Nam chúng ta, nhỏ gọn, thanh thoát, tôn dáng, thì chắc chắn chị em vẫn sẽ lựa chọn rất nhiều, dù rằng ấy, giá bán của nó có cao có đắt đến như vậy. Hiện tại không chỉ Honda Vision mà các bạn phải bỏ tiền ra mua các mẫu xe khác như Honda Lead cũng cao này, Honda E-Blade mới ra mắt cũng sẽ cao, và mẫu xe Honda SH1 hiện nay được rất nhiều chị em quan tâm cũng đang giá bán cao ngất ngưởng luôn các bạn nha. Nên ấy, Vision vẫn là cái sự lựa chọn đáng giá hơn cả trong cái dòng xe tay ga ở thị trường Việt Nam trong thời điểm này. Với dòng xe của Honda, mình không nhắc tới các dòng xe của các hãng khác như Yamaha hay là Suzuki vân vân, nhưng ấy, với mẫu xe Honda Vision này vẫn là một mẫu xe chị em sẽ rất là quan tâm trong thời điểm hiện tại. Nếu có hàng về, chị em vẫn sẽ lựa chọn rất nhiều các bạn nha. Đấy, mình có thể nói qua một số nội dung như vậy trong thời điểm hiện tại. Với những bạn nào đang quan tâm thì các bạn lên có cái sự cân nhắc trong việc lựa chọn trong thời điểm này. Mà muốn cân nhắc cũng không được các bạn ạ, tại vì là cũng không còn xe để các bạn có thể lựa chọn cơ. Chỉ có cách là đặt hàng trước thì đại lý đưa về, các bạn mới có cho mình những cái mẫu xe ở đây. Như chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, được Honda Hòa An 1 bán với giá là 50 triệu trong thời điểm hiện tại. Đó là một số thông tin ngày hôm nay tôi đã muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Các đoạn video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Tô Nam nha. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.